Lợi ích nhóm trong in ấn sách bài tập, người dân cần có câu trả lời. Tổng giám đốc nhà sách Nhã Nam bị dừng công việc do cáo buộc quấy rối nữ nhân viên. Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ khóa tài khoản, thẻ ngân hàng. Lợi ích nhóm trong in ấn sách bài tập, người dân cần có câu trả lời. Thưa quý vị và các bạn, người dân đang rất tò mò, muốn biết việc thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ về việc có dấu hiệu lợi ích nhóm trong in ấn sách bài tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ gần 2 năm trước đã cho kết quả như thế nào. Theo thông tin trên báo chí thì tới đây thanh tra chính phủ sẽ kiểm tra việc thực hiện 9 kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, trong đó kiểm tra chính thức đối với 7 kết luận thanh tra và dự phòng 2 kết luận thanh tra. Trong số 9 kết luận thanh tra này, có một kết luận đã và đang được người dân dư luận rất quan tâm là kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Kết luận được thanh tra chính phủ ban hành cuối tháng 12 năm 2022 chỉ ra rất nhiều hạn chế, thiếu sót và vi phạm tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước về sách giáo khoa. Kết luận nêu rõ là có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với nhà xuất bản trong việc in ấn, phát hành sách bài tập, thể hiện qua việc bộ này thẩm định cho phép xuất bản in và phát hành không đúng chức năng nhiệm vụ, do đó gây nhầm lẫn cho học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội hiểu rằng sách bài tập được nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xuất bản cũng là tài liệu bắt buộc phải mua kèm theo sách giáo khoa, dẫn đến thực tiễn hầu hết gia đình học sinh khi mua sách giáo khoa đều mua sách bài tập kèm theo do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành. Ngoài dấu hiệu lợi ích nhóm thì kết luận thanh tra còn cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo gây lãng phí với số tiền tạm tính hơn 2.374 tỷ đồng. Liên quan đến việc in phát hành bán hơn 303 triệu bản sách giáo khoa, có các trang sách học sinh có thể viết vào nhưng không dùng lại được. Thật ra thì câu chuyện về lãng phí hàng nghìn tỷ đồng và dấu hiệu lợi ích nhóm đã được đăng tải gây xôn xao trên báo chí từ gần 2 năm trước. Nên giờ nhắc lại, phụ huynh học sinh, xã hội cũng không còn thấy sốc và xa lạ gì. Điều mà người dân tò mò và quan tâm bây giờ là việc xử lý các tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm như trong kết luận thanh tra đã được tiến hành tới đâu. Có những ai bị xử lý và xử lý với hình thức nào? Tiếp đến là việc kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành, các tỉnh, thành phố liên quan đã được thực hiện ra sao? Hy vọng những câu hỏi này sẽ sớm được trả lời sau khi thanh tra chính phủ hoàn tất việc kiểm tra, thực hiện 9 kết luận thanh tra như đã nêu. Thanh tra và thực hiện một cách nghiêm túc triệt để những kiến nghị của thanh tra đồng thời công khai kết quả xử lý cho người dân được biết không chỉ giúp cho việc quản lý nhà nước về giáo dục ngày một tốt hơn, mà còn góp phần tái tạo niềm tin cho người dân về giáo dục, vốn đã và đang bị hư hao bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Tổng Giám đốc Nhà sách Nhã Nam bị dừng công việc do cáo buộc quấy rối nữ nhân viên Thưa quý vị và các bạn, Tổng Giám đốc Nhà sách Nhã Nam Nguyễn Nhật Anh vừa bị tạm thời dừng vị trí công tác do liên quan đến lùm xùm quấy rối nhân viên nữ. Thông tin này được đưa ra tối ngày 18 tháng 4, đang trên fanpage hơn một triệu lượt theo dõi của Nhã Nam. Do cáo buộc liên quan đến môi trường làm việc tại công ty và Tổng Giám đốc Nguyễn Nhật Anh, Ban Giám đốc Công ty Nhã Nam quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của ông Nguyễn Nhật Anh. Phó Tổng Giám đốc Dương Thanh Hoài trở thành người nhận trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến công ty Nhã Nam kể từ thời điểm này. Đơn vị này chia sẻ chúng tôi sẽ xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông Nguyễn Nhật Anh để xác minh và làm rõ những sự việc thông tin có liên quan, xác định tính chất và mức độ của vụ việc, xác định mức độ gây tổn hại đối với bên liên quan và đối với công ty Nhã Nam. Từ đó chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý và kỷ luật thỏa đáng đối với ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty Nhã Nam. Đơn vị thừa nhận sai sót trong việc tiếp nhận thông tin không kịp thời và xử lý chưa thỏa đáng. Xin lỗi về sự yếu kém, sẵn sàng chịu hoàn toàn mọi phí tổn liên quan đến tổn thất về tinh thần và thể chất của nạn nhân. Nhã Nam cũng gửi lời xin lỗi toàn bộ tác giả và các đối tác đã và đang cộng tác với đơn vị vì gián tiếp chịu ảnh hưởng từ sự việc. Xin lỗi toàn thể cán bộ, nhân viên vì đã gián tiếp gánh chịu những thông tin tiêu cực gây hoang mang và mất lòng tin trong thời gian qua. Từ ngày 13 tháng 4 trên các diễn đàn mạng xã hội Liên tục chia sẻ thông tin không chính thức cho rằng ông Nguyễn Nhật Anh, giám đốc của Nhã Nam có hành vi không đúng mực với nhân viên nữ của công ty. Tuy nhiên thời điểm đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sự việc khiến nhà sách Nhã Nam tổn thất lớn, bị một số tác giả ngừng hợp tác, độc giả tẩy chay. Cụ thể đến ngày 15 tháng 4, tác giả Đặng Hoàng Giang thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam sau 9 năm gắn bó. Dù cuốn sách Buông tay để con bay xuất bản tại Nhã Nam đã phát hành khá tốt nhưng tác giả Trần Thu Hà vẫn quyết định dừng hợp tác. Tương tự dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng thông báo tạm ngưng hợp đồng đã ký với Nhã Nam cho đến khi nghi vấn quấy dối tình dục được làm sáng tỏ. Dạng sáng ngày 18 tháng 4, thông qua fanpage của Nhã Nam, ông Nhật Anh gửi lời xin lỗi tới nhân viên, đồng nghiệp, bạn bè, đối tác và độc giả. Ông thừa nhận có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến nhân viên nữ. Nhưng theo ông, những hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể nên cho rằng không lường trước mức độ sự việc có thể gây tổn thương đến nhân viên. Cho đến gần đây tôi mới được biết, tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành tới cô ấy vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Ông Nguyễn Nhật Anh viết, trong thông báo chính thức của Nhã Nam, tối ngày 18 tháng 4, công ty xác nhận ngừng hợp tác với tác giả Đạm Hoàng Giang và tôn trọng mọi quyết định của tác giả. Nhã Nam cho biết, đơn vị sẽ cập nhật công khai toàn bộ những thông tin liên quan đến sự việc ngay khi đã được xác minh và làm rõ đồng thời xem xét và khắc phục chia để những sự việc xảy ra nhằm mang đến một môi trường làm việc lành mạnh và văn minh quyết liệt để đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn đồng thời đơn vị này xin phép gỡ bỏ lời xin lỗi mang tính cá nhân do ông nguyễn nhật anh đã sử dụng fanpage của công ty để đăng lên một lần nữa xin tha lỗi cho sự chậm trễ và những sai lầm trong việc xử lý vấn đề này của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và bao dung từ phía độc giả và các bên có liên quan. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ chính thức từ chúng tôi sẽ làm giảm phần nào những ảnh hưởng không hay đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty Nhã Nam, nói riêng và đến cộng đồng bạn đọc nói chung. Ông Nguyễn Nhật Ánh vốn là dịch giả biên tập viên, năm 2018 ông từng nhận huân chương hiệp sĩ văn học và nghệ thuật của Pháp trong vai trò dịch giả Ông Nguyễn Nhật Anh thường lấy bút danh Trác Phong là người chuyển ngữ nhiều tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp như Hoàng tử bé, nhóc Nicolas. Trong vai trò tác giả, ông ghi dấu tên tuổi với các cuốn sách tranh ký bút danh thụ nho như Một ngày của bố, Chuyện con ai. Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam, thường gọi tắt là Nhã Nam, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và xuất bản phẩm, được thành lập vào năm 2005 cuốn sách best seller bán chạy nhất đầu tiên của Nhã Nam là nhật ký Đặng Thùy Trâm, tiêu thụ 500.000 bản ngay trong năm đầu tiên. bắt đầu từ việc tập trung vào ba mảng văn sử chiết, Nhã Nam đã dần mở rộng sang nhiều thể loại khác, sách thiếu nhi, kinh doanh, kỹ năng, tham khảo, hư cấu và phi hư cấu, sách trong nước và sách dịch. năm 2016, Nhã Nam nhận bằng khen của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành. Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ khóa tài khoản thẻ ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ khóa tài khoản thẻ ngân hàng. Đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bảo mật, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, vân vân, từ đó đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Mới đây chị T, chú tại Hà Nội, bị đối tượng giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng gọi điện thông báo. Chị có thẻ ở ngân hàng nhưng không tiêu, đối tượng đề nghị chị hủy để không mất phí hàng năm. Tin tưởng là nhân viên của ngân hàng đang giả soát nên chị T đã đồng ý. Lúc này đối tượng nói sẽ chuyển thông tin của chị T cho phòng thẻ của ngân hàng để nhân viên phòng thẻ làm việc. Sau đó một đối tượng khác gọi điện kết bạn qua Zalo giới thiệu là nhân viên phòng thẻ của ngân hàng và gửi cho chị T một đường link Hướng dẫn chị T hoàn thiện các thủ tục hủy thẻ. Chị T đăng nhập các thông tin nhưng không hoàn thành được việc hủy thẻ. Nên đối tượng nói sẽ khai giúp và đề nghị chị gửi ảnh chụp căn cước công dân, thẻ ngân hàng, mã OTP trên app của ngân hàng. Sau khi gửi các thông tin cho đối tượng, chị T nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo tài khoản đã bị rút hơn 120 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị T đã đến cơ quan công an trình báo. Để phòng ngừa với thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ, đối tượng không quen biết. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định.